Phải nói rằng thị trường xe ô tô ở trong nước đang ở trong giai đoạn cạnh tranh chưa từng có từ trước cho đến nay. Hiện tại là nguồn cung rất là dồi dào khi cả xe nội cũng như là xe ngoại đều đồng loạt ra mắt giới thiệu nhiều phiên bản mới với giá cả rất cạnh tranh với nhau. Liên tục trong những tháng vừa qua, số lượng xe ô tô nhập khẩu vào thị trường trong nước đã tăng gấp 5 cho đến 6 lần so với trước đó. Điều đáng kể nhất đó là xe nhập từ các nước ASEAN. Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết rằng trước đây 6 tháng đầu năm, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indo đạt là 66.000 chiếc, trong đó xe Thái Lan đạt là 46.000 chiếc so với cùng kỳ năm 2015 cho đến thời gian năm 2018. Lượng xe nhập từ Thái Lan tăng từ 27.000 xe cho đến hơn 35.000 xe. Dòng xe từ Indonesia tăng khoảng là 10.000 cho đến 20.000 chiếc. Nguyên nhân lớn của những đột biến này đó là tác động của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, viết tắt là ATIGA, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo đó thì thuế xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước thuộc khu vực ASEAN sẽ giảm từ 30% về 0% với xe có tỷ lệ nội địa hóa trong khối từ 40% trở lên. Ngoài hai thị trường nhập khẩu này, Việt Nam còn nhập khẩu ô tô từ Hàn Quốc, từ Mỹ, từ Nhật Bản. Và chính phủ Liên bang Nga cũng đã đề xuất cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu xe nguyên chiếc vào Việt Nam ngay trong năm 2019. Và điều đó cho thấy các doanh nghiệp xe ô tô nước ngoài đang tìm mọi cách để mà xuất xe ô tô vào thị trường trong nước đầy tiềm năng này. Điều đáng kể nhất trong các thương hiệu nổi tiếng tràn vào thị trường Việt Nam thời gian qua đó là Toyota và Honda, vốn đã quen thuộc với thị trường trong nước. Toyota không đứng ngoài cuộc đua chạy nhập xe hưởng thuế 0%. Nếu như năm trước đó xe nhập khẩu của hãng này chỉ chiếm đến 26% mà thôi, trong doanh số thì đầu năm tỷ lệ xe nhập khẩu của Toyota đã chiếm đến hơn 36%. Những mẫu xe nhập khẩu mới nhất của hãng này đó là kể đến những dòng xe như là xe Camry. Tương tự, Honda Việt Nam năm 2018 chỉ nhập là hơn 15% trên tổng doanh số, nhưng đến hết tháng 4 năm 2019 con số này đã tăng đột biến lên đến 70%. Ngoài ra thì các hãng xe như là Nissan, Ford, Suzuki cũng đều tăng khẩu nhập khẩu so với trước đây. Cụ thể là một số đại lý của Suzuki cũng đang mở rộng cửa hàng trưng bày cũng như là cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe và tích lũy nhiều xe nhập khẩu về ở trong kho nhằm phục vụ yêu cầu của khách hàng. Đánh giá chung thì do nguồn cung xe ô tô thời điểm hiện tại rất là dồi dào nên giá đã giảm đi hầu hết ở các phân khúc khác nhau. Nhiều người nhận định rằng nếu như là khách hàng không quá kiêng kỵ thì có thể trong thời điểm hiện tại khách hàng có thể chọn mua nhiều mẫu xe mà có thể tiết kiệm được vài chục triệu đồng cho đến cả trăm triệu đồng Việt Nam. Số tiền này thực sự không hề nhỏ so với thu nhập bình quân đầu người ở trong nước. Điều tích cực đó là hiện tại người Việt Nam có thể có nhiều sự lựa chọn hơn với những mẫu xe cũng như là thương hiệu xe để chọn lựa cho mình mẫu xe phù hợp với túi tiền cũng như là nhu cầu sử dụng của mình. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều e ngại cho việc sở hữu một chiếc xe ô tô. Bản nâng cấp của hai mẫu xe ô tô Volkswagen Polo và Volkswagen Sventro có kiểu dáng tương tự với chiếc xe hatchback Polo GTI. Trong đó thì chiếc xe Volkswagen Polo có giá chỉ từ 188 triệu đồng Việt Nam. Kể từ khi được giới thiệu ở tại thị trường Ấn Độ, thị trường láng giềng với Việt Nam. Nói đến thị trường này thì nhiều người nói tại sao phải nói nhiều về giá xe Ấn Độ mà không nói về giá xe Việt Nam. Thì đây cũng là một cách để chúng ta tham khảo về giá, về chất lượng của mẫu xe khi trở về Việt Nam với giá khác hẳn. Và chúng ta một phần cũng hiểu là lý do tại sao giá lại chênh lệch như vậy. Hai mẫu xe ô tô Volkswagen Polo và Volkswagen Vento hầu như là giữ nguyên thiết kế ban đầu và chỉ có một vài sự thay đổi nhỏ mà thôi. Hãng Volkswagen đã tung ra bản nâng cấp mới nhất của Polo và Vento nhằm bổ sung một vài điểm mới mẻ cho các mẫu xe cũ. Điều đáng chú ý trong bản nâng cấp của mẫu xe Volkswagen Polo và Volkswagen Vento mới đều có lưới tản nhiệt dạng tổ ong, cản trước và đèn hậu. Những trang bị này rất giống như ở mẫu xe hatchback Volkswagen Polo GTI. Điều này khiến cho hai mẫu xe Volkswagen Polo và Volkswagen Vento thêm nét thể thao hơn.
các biến thể cao cấp của dòng xe này được trang bị bánh xe hợp kim hoàn thiện trong thiết kế mới. Hãng xe Volkswagen cũng trang bị cho Polo và Vento mới bộ kết nối Volkswagen Connect theo tiêu chuẩn trên bản Highline và các bản cao hơn. Volkswagen Connect là một tính năng dựa trên Doggo bảo vệ phần mềm cho phép thông tin được chuyển qua các xe khác nhau của Volkswagen. Bộ kết nối này cũng cho phép theo dõi chuyến đi, hành vi của lái xe, theo dõi các thống kê, chia sẻ vị trí và giám sát chi phí nhiên liệu. Đặc biệt là tất cả các biến thể của Polo và Vento nâng cấp mới đều có hệ thống nhắc nhở dây an toàn, cảm biến đỗ xe phía sau và hệ thống cảnh báo tốc độ. Túi khí kép và ABS vốn là các thiết bị tiêu chuẩn trên Polo và Vento, nay vẫn không thay đổi với bản nâng cấp. Volkswagen Polo nâng cấp mới tiếp tục được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 76 mã lực, dung tích là 1.0 lít và tùy chọn động cơ diesel 90 mã lực 1.5. Trong khi đó, các biến thể Polo GT mới cũng vẫn được trang bị động cơ diesel 105 mã lực 1.2 và 110 mã lực 1.5. Tuy nhiên, hai loại trang bị động cơ này sẽ được loại bỏ khi tiêu chuẩn khí thải BS6 chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Còn Volkswagen Polo nâng cấp mới tiếp tục được trang bị cùng loại động cơ 105 mã lực xăng 1.6 và 105 mã lực xăng 1.2 và động cơ diesel 110 mã lực 1.5. Ở thị trường láng giềng thì bản nâng cấp Volkswagen Polo có giá dao động là từ 188 cho đến 319 triệu đồng Việt Nam. Còn Volkswagen Vento nâng cấp mới có giá bán là 283 triệu đồng Việt Nam. Ở thị trường đông dân thứ hai thế giới này, các đối thủ của Volkswagen Polo nâng cấp mới sẽ là Maruti Suzuki Swift, Hyundai Grand i10, Nios và Ford Figo. Trong khi đó, các đối thủ của Volkswagen Vento mới đó là Maruti Suzuki Ciaz, Honda City và Hyundai Verna. Các ông lớn trên thị trường xe ô tô Việt Nam luôn phải đối mặt với những thách thức mới, những cơ hội mới khi mà hàng loạt những thương hiệu ra đời, tạo nên sự sôi động cho thị trường xe ô tô trong tất cả các phân khúc. Đặc biệt với sự ra mắt của Mazda 3 2019, phân khúc sedan hạng C còn đang được nhiều người chú ý, và để tiếp tục giữ vị trí ngôi vương trong phân khúc này thì Mazda liên tục cho cải tiến và nâng cấp về ngoại thất, nội thất và cả hệ thống động cơ cho những con gà đẻ trứng vàng của mình. Như vậy, liệu thì giá xe Mazda 3 phiên bản hiện hành có thay đổi gì hay không? Điều này đã thu hút khách hàng tìm mua xe Mazda 3 nhiều đến vậy. Sự có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Sau khi ra mắt ở tại thị trường Việt Nam với 3 màu sơn cao cấp, màu đỏ, màu xám và màu trắng, xe Mazda 3 đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khách hàng. Với dòng xe Mazda 3 màu đỏ với động cơ là 1.5, giá đề xuất là 667 triệu đồng Việt Nam. Mazda 3 màu xám với giá đề xuất là 663 triệu đồng Việt Nam. Mazda 3 sedan 1.5 với giá đề xuất là 663 triệu đồng Việt Nam cho màu trắng. Mazda 3 sedan 1.5 với bản tiêu chuẩn là giá đề xuất là 659 triệu đồng Việt Nam. Với dòng Mazda 3 hatchback màu đỏ với giá đề xuất là 697 triệu đồng Việt Nam cho động cơ 1.5. Mazda 3 màu xám với giá đề xuất là 693 triệu đồng Việt Nam với công suất là 1.5. Mazda 3 hatchback màu trắng với công suất là 1.5, giá đề xuất là 693 triệu đồng Việt Nam. Như vậy, nhìn chung dòng xe Mazda nằm ở từ khung giá hơn 600 triệu đồng Việt Nam cho đến gần 800 triệu đồng Việt Nam. Ngoài mức giá tham khảo này, khi quý vị muốn mua xe xin hãy vui lòng liên hệ trực tiếp đến các đại lý gần nhà của quý vị để biết thêm những ưu đãi tốt nhất theo thời điểm mà quý vị mua xe. Ngoài giá xe Mazda niêm yết ở tại các đại lý thì quý vị sẽ phải bỏ ra thêm nhiều khoản thuế, khoản phí khác nhau cũng tùy vào tỉnh, tùy vào thành để mà có giá lăn bánh chính thức của xe Mazda 3. Trong đó, nhìn chung ở riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất là 12%, phí ra biển cao nhất 20 triệu đồng ở tại Hà Nội. Còn đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì phí ra biển là 11 triệu đồng Việt Nam. Trong đó, các tỉnh thành khác chỉ có 1 triệu đồng Việt Nam cho phí lấy biển. Cụ thể là các mức phí chúng ta có thể tham khảo như sau. Đối với thuế trước bạ ở Hà Nội là 12%, các tỉnh thành khác là 10%. Tiền biển là ở Hà Nội 20%, ở Sài Gòn 11 triệu, ở các tỉnh thành khác là 2 triệu. Đối phí đăng kiểm là 340.000 đồng Việt Nam. Phí đường bộ là tùy theo đăng ký tên cá nhân, gồm có 150.000 đồng trên 1 tháng, hay là đăng ký với nghĩa lập pháp nhân là 180.000 đồng trên 1 tháng.
Đối phí bảo hiểm bắt buộc và phí dịch vụ, quý vị có thể cộng thêm vào. Bên cạnh những ưu điểm mà dòng xe Mazda 3 được giữ lại so với phiên bản cũ thì hệ thống đèn pha của xe Mazda 3 2019 được nâng cấp lên bóng dạng LED có tính năng tự động đóng mở góc chiếu khi đánh lái. Logo đã hạ xuống nằm hoàn toàn ở lưới tản nhiệt, không còn gắn một phần ở nắp capo như là phiên bản cũ nữa. Bên cạnh đó thì trên phần thân xe Mazda 3, gương chiếu hậu được tái thiết kế để mà kéo dài và thanh mảnh hơn trước đây, cùng bộ mâm xe có kích thước là 18 inch. Đánh giá về dòng xe Mazda 3 về phần thiết kế ngoại thất thì ở thiết kế phần đuôi xe dường như là không có sự thay đổi so với phiên bản cũ, ngoại trừ cản sau trên bản hatchback có thiết kế mới khi di chuyển đèn báo lên trên cao hơn. Được nhiều khách hàng Việt lựa chọn trong những chuyến đi, nội thất xe Mazda 3 đem đến những tiện nghi mà có thể nhiều hãng xe khác chưa thực sự làm hài lòng khách hàng. Theo nhiều khách hàng đánh giá thì xe Mazda 3 có nội thất đáng lựa chọn khi hãng xe Nhật Bản này đã mang đến loạt nâng cấp chất lượng cho xe. Đối với ghế ngồi trên xe Mazda 3 được bao bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh tay ở bản 1.5 sedan và hatchback, còn chỉnh điện và nhớ vị trí lái ở bản cao cấp nhất 2.0 lít. Đặc biệt là màn hình cảm ứng trung tâm kích thước là 7 inch là điểm nhấn trong khoang nội thất của xe. Ngoài ra thì xe có vô lăng thiết kế thể thao vay mượn từ đàn anh của nó. Đó là dòng xe Mazda CX-9, bên cạnh đó xe Mazda 3 hiện tại là còn có nút bấm khởi động Start-Stop, chìa khóa thông minh, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời chỉnh điện, hàng ghế sau gập 60-40. Trang bị cho xe Mazda 3 là hai khối động cơ 1.5 và 2.0, động cơ i4 1.4, 16 van cho công suất cực đại và mô men xoắn cực đại lần lượt là 110 đến 144 Newton và động cơ dung tích là 2.0 lắp cho bản cao cấp cho sức mạnh tương ứng. Ngay cả phiên bản 2.0 thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng mơ ước đối với một dòng xe bình dân hạng C 15,6 km là 6,4 lít cho 100 km. Hai bản 1.5 sedan và 1.5 hatchback thì mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn nhiều, chỉ khoảng là 5 lít cho 100 km mà thôi. Sau khi chính thức ra mắt toàn cầu vào tháng 11 năm 2018, Mazda đã chính thức công bố giá bán và cấu hình động cơ cho xe Mazda 3 2019. Theo đó thì mẫu xe sedan hạng C sẽ chính thức lên kệ ở tại thị trường Mỹ bắt đầu từ tháng 3 2019 với tổng cộng là 9 phiên bản, đi kèm với giá bán là 21.000 đô la Mỹ, tức là tương đương với 483 triệu đồng Việt Nam cho phiên bản Mazda 3 2019, đầu trước và số tự động. Nói về xe Mazda 3 2019 được thiết kế theo ngôn ngữ Kyodo, tiến hóa mà thế giới có dịp chiêm ngưỡng lần đầu qua sự xuất hiện của Kai Concept, mẫu xe trình làng tại Tokyo Motor Show. Theo những hình ảnh mới nhất của Mazda 3 2019 thì chiếc xe được sơn màu đỏ, bóng bẩy với những đường nét táo bạo, thể thao khỏe khoắn. Đầu xe Mazda 3 2019 nổi bật với cụm lưới tản nhiệt Dioqueo đặc trưng của Mazda, được viền rôm hai bên cạnh trang trọng hơn, cụm đèn LED ở trước thiết kế mỏng và sắc sảo hơn. Các đường nét đơn giản, thân xe không sử dụng nhiều đường ốp mà mượt mà, tạo điểm nhấn với những chi tiết nẹp rôm ở cửa sổ và gầm của xe. Gương chiếu hậu khá là nhỏ, không nổi bật. Xe Mazda 3 2019 concept trang bị mâm xe đa chấu không quá ấn tượng, có thể bản chính thức sẽ sử dụng thiết kế đẹp mắt hơn. Có lẽ là điểm mới của KAI concept tập trung vào chi tiết hốc gió, đèn sương mù và cản trước, trở nên cực kỳ tinh giản, tương tự với phần đuôi của xe ngắn. Nhiều góc bo tròn rất là mềm mại, không còn góc cạnh như bản hiện tại. Cụm đèn hậu chìm vào đuôi xe với bốn chó đèn tròn lạ mắt. Cản sau được mở rộng rõ nét hơn, tích hợp bộ ống xả kép tròn không mấy là ấn tượng. Bản concept của Mazda 3 2019 có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 50mm so với bản hiện tại của Mazda 3, hứa hẹn không gian rộng rãi hơn cho hành khách và đặc biệt là khoảng để chân giữa hai hàng ghế. Phiên bản mới của Mazda 3 có nhiều thay đổi trong cả buồng lái, bảng điều khiển mới, thu hút sự chú ý của khách hàng. Với hai tùy chọn chưa rõ bản nào chính thức, phiên bản đầu tiên có một mặt đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn, hiển thị tốc độ vòng tua máy, hai bên nhỏ hơn, hiển thị thời gian, nhiệt độ nước tản nhiệt. Lựa chọn thứ hai đó là đồng hồ kép, hiển thị vòng tua và tốc độ. Ngoài ra các chi tiết khác như là tay lái tích hợp nút bấm được thiết kế thường nguyên vẹn từ phiên bản cũ. Ghế ngồi trước vẫn được thiết kế dạng thể thao, ôm hai bên người ngồi khá là thoải mái với đường chỉ khâu đẹp mắt. Các thông tin về tiện nghi xe vẫn chưa công bố, song nhiều khả năng không thay đổi quá nhiều. Một trong những điểm nổi bật thu hút sự chú ý không chỉ của những người hâm mộ Mazda mà còn cả thế giới là công nghệ mới của hãng mang IoT Vehicle Architecture, giúp tăng cường trải nghiệm lái, đặc biệt là sự kết nối giữa chiếc Mazda và người lái trong việc kiểm soát động cơ,
khung gầm cũng như là chuyển động của xe. Ngoài ra, dòng xe Mazda 3 cũng là chiếc xe đầu tiên của hãng trang bị động cơ Skytrax SCCI. Sử dụng công nghệ đốt cháy nén tương tự với động cơ diesel, hứa hẹn những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ chưa từng có trước đây, với mô men xoắn cực đại được tăng cường thêm là từ 10 cho đến 30% so với phiên bản thông thường, trong khi lượng nhiên liệu giảm 20%, có vẻ như là tạo được nhiều ưu điểm hơn so với công nghệ turbo hiện nay. Mazda 2019 All-New với thiết kế hoàn toàn mới và đặc biệt phiên bản Mazda 3 2019 Sedan hy vọng là sẽ tạo nên một làn sóng mới cho thị trường ô tô trong nước trong thời gian tới đây. Và đây thực sự là mẫu xe rất đáng mong đợi với những thay đổi mạnh mẽ cả về vẻ ngoài lẫn sức mạnh dưới nắp capo, hứa hẹn những trải nghiệm khám phá thú vị cho những ai sở hữu nó.